Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức quốc tế trên kênh YouTube và điện tử VOV. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình chiến sự Nga-Ukraine, mới đây Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận nước này sẽ hứng chịu thất bại trong cuộc xung đột với Nga nếu thiếu sự trợ giúp của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 28 tháng 3, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định lực lượng nước này đã kim chân được quân đội Nga trong những tháng mùa đông khắc nghiệt, nhưng chưa sẵn sàng phòng thủ trước một đợt tiến công lớn của Nga, có thể bắt đầu vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2024. Ông Zelensky thừa nhận, Nga vượt trội Ukraine về hỏa lực, nhất là hỏa lực pháo binh, vốn có vai trò then chốt trong cuộc xung đột hiện nay. Ông Zelensky mô tả, ở Bakhmut, Avdiivka, Lysychansk và Soleda, thật khó để chiến đấu với đối phương có đạn pháo có thể bắn xa hơn 20 km. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev cần nhiều hệ thống pháo binh và tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, Ông đồng thời hối thúc lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vốn đang mắc kẹt tại Hạ viện Mỹ do bất đồng giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Khi được hỏi liệu Ukraine có thể thua cuộc nếu thiếu sự giúp đỡ của Mỹ hay không, ông Zelensky cho hay, đó là sự thật, chúng tôi sẽ thua, tất nhiên không phải trong một ngày, chúng tôi sẽ mất một phần lãnh thổ, đó là thách thức lớn. Ông Zelensky cũng mô tả, phần lớn ngân sách mà Mỹ viện trợ Ukraine thực tế vẫn ở lại nước Mỹ. Tổng thống Zelensky nhận định, Thành thật mà nói, số tiền được phân bổ trong hầu hết các trường hợp khoảng 75-80% ở Mỹ. Đạn dược đang đến với chúng tôi, nhưng quá trình sản xuất, thuế và tiền đều ở lại Đức Mỹ. Kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra, bên cạnh việc đặt hàng vũ khí từ các nhà sản xuất để chuyển thẳng cho Ukraine, Mỹ hàng chục lần rút vũ khí trực tiếp từ kho dự trữ để có thể nhanh chóng chuyển giao cho lực lượng của Kiev. Lầu Năm Góc sau đó được bổ sung các đơn đặt hàng mới nhằm bù đắp phần đã được rút ra để viện trợ. Tháng 2 năm 2024, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ Salanda Jung từng xác nhận, dù Mỹ chi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ Ukraine, nhưng chính các cơ sở công nghiệp của Mỹ nhận phần lớn nguồn viện trợ đó để chế tạo thiết bị, vũ khí, đạn dược, và điều đó có nghĩa là thêm việc làm lương cao cho người Mỹ. Bước sang năm chiến sự thứ ba, Ukraine đối mặt nhiều khó khăn trên chiến trường khi hạ tầng công nghiệp quốc phòng gần như bị Nga xóa sổ, trong khi nguồn viện trợ từ phương Tây bị thu hẹp. Ở chiều ngược lại, Nga đã thích ứng với các lệnh trừng phạt và tăng sản lượng vũ khí lên mức chưa từng có. Từ cuối năm 2023, Nga đẩy mạnh tiến công ở mặt trận Donetsk, trong khi duy trì tần suất không kích các mục tiêu trọng yếu Ukraine. Sáng 29 tháng 3, cảnh báo không kích cùng các tiếng nổ lớn vang lên ở vùng Donetsk, Kamenetsky, cùng thủ đô Kiev khi Nga mở đợt không kích mới bằng tên lửa và UAV. Trong một diễn biến liên quan, mới đây, ông Mikhail Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine đang ở trạng thái trì trệ ở chiến tuyến do phương Tây không cung cấp đủ thiết bị quân sự cho Kiev để đạt được bất kỳ tiến bộ đáng kể nào. Phát biểu với đài phát thanh NV vào hôm 27 tháng 3, ông Podolyak phàn nàn rằng Kiev hiện không có đủ nguồn lực để thực hiện các hoạt động tấn công hiệu quả nhằm làm suy yếu Nga. Cố vấn Podolyak cho rằng, nền chung nguồn cung cho Ukraine đang bị chậm chạp, khiến giới chức đưa ra quyết định chậm về các công cụ thích hợp, dẫn tới sự trì trệ nhất định dọc chiến tuyến. Ông cũng đồng thời thừa nhận lực lượng Kiev đang hoàn toàn ở thế phòng thủ tại các vùng Donetsk, Lugansk và Zaporizhia. Ông Podolyak lập luận sự trì trệ này là do các biện pháp trừng phạt của phương Tây chưa đủ mạnh, mà theo ông là không đủ sức để bóp nghẹt ngành công nghiệp quân sự Nga. Ngoài ra yếu tố khác là nguồn cung vũ khí từ phương Tây chưa đủ để hỗ trợ Ukraine. Ông Podolyak cho rằng, chúng tôi đang nói về máy bay không người lái, đạn dược và tăng cường đầu tư đáng kể và sản xuất đạn. Chúng tôi thấy rằng tất cả những điều này đang diễn ra chậm chạp. Tuy nhiên, ông cho biết sự trì trệ này không có nghĩa là bế tắc, không phải là Ukraine không biết phải làm gì trong cuộc chiến này. Trước đó, hồi tháng 11 năm 2023, cựu tướng hàng đầu của Ukraine Valery Zaluzhny mô tả tình hình chiến trường đã rơi vào bế tắc sau khi cuộc phản công mùa hè của Kiev không thể xuyên thủng phòng tuyến của Nga, mặc dù được tăng cường bởi số lượng lớn thiết bị phương Tây. Bình luận của ông Zaluzhny đã khơi dậy cuộc tranh luận liệu Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không. Giới quan sát cho rằng đây cũng là dấu hiệu cho thấy dạn nứt ngày càng tăng giữa ông Zaluzhny và ông Zelensky. Tổng thống Ukraine đã sa thải vị tướng này vào tháng trước và người thay thế ông là tướng Alexander Syrsky. Quân đội Ukraine đã ở thế yếu trong những tuần gần đây sau khi lực lượng Nga kiểm soát thành phố chiến lược Avdiivka ở Donbass và sau đó đẩy Kiev ra khỏi một số khu định cư gần đó. Giới chức Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng việc không đạt được thành công trên chiến trường là do thiếu hụt đạn dược do phương Tây cung cấp. Nhiều tháng qua, Mỹ phải vật lộn để phê duyệt gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Joe Biden đề xuất cho Ukraine đang gặp phải sự phản đối của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Ngày 28 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới độc lập cận vệ số 1 của cánh quân Nam đã lần đầu thu hồi được xe chiến đấu bộ binh Marder từ tiền tuyến trên hướng Abdiqa. Chiếc xe nặng hơn 30 tấn và rất khó kéo, đặc biệt là trong điều kiện đường đất Video do quân đội Nga công bố cho thấy chiếc Marder 1A3 mắc kẹt giữa bùn lầy trên tuyến đường gần Các binh sĩ Nga nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra nội thất và tiến hành chiến dịch kéo nó về hậu phương. Đây là chiếc xe Marder đầu tiên lực lượng Nga thu hồi được trên chiến trường Ukraine, với thiết sáp vẫn ở trạng thái tương đối nguyên vẹn, với đủ cơ số đạn pháo 20mm, chỉ bị vỡ nắp che hệ thống kính ngắm và một số đồng hồ trong buồng lái. Công việc thu hồi thực sự khó khăn khi phải tiến hành vào ban đêm. Một binh sĩ Nga cho biết, chúng tôi lái chiếc xe đó dọc tuyến đường đã lên kế hoạch từ trước, không thể bật đèn để tránh bị đối phương phát hiện. Chiếc xe vẫn còn đầy đủ chức năng và có thể di chuyển bình thường. Tất cả mọi thành phần, bộ điều khiển gần như vẫn còn nguyên. Phó chỉ huy đơn vị kỹ thuật tham gia thu giữ xe, anh Kasbek cho hay, sau khi kiểm soát Abdipka, chúng tôi không nghỉ ngơi mà liên tục tiến quân đến các ngôi làng lân cận. Đối phương mở nhiều cuộc phản kích từ hướng Đông và Bắc, một trong số đó khiến họ bị mất chiêu ma đờ. Các quân nhân nga cho biết xe Marder 1A3 Ukraine quá nặng và bị xa lầy mà chưa kịp tiếp cận mục tiêu, buộc tổ lái bỏ xe và rút về tuyến sau. Quá trình tịch thu được chuẩn bị cẩn thận, lính nga phải trinh sát kỹ khu vực, huy động công binh phá mìn và củng cố nền đường, đồng thời bảo đảm bí mật do khu vực này nằm gần tiền tuyến và vẫn xảy ra giao tranh. Xe bị hỏng nhẹ vì vướng mìn do lính Ukraine cài lại nhưng không ảnh hưởng tới quá trình di chuyển. Lái xe có biệt danh Suba thuật lại. Công việc rất khó khăn, chúng tôi phải lái xe trong đêm tối, dọc theo tuyến đường vạch sẵn mà không được bật đèn để tránh bị phát hiện. Cao Sơ khẳng định chiếc Mazda 1A3 vẫn còn đầy đủ khả năng hoạt động. Anh Cao cho hay, chúng tôi đã sẵn sàng tháo rời xe để nghiên cứu. Tháng 3 năm 2023, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được những chiếc IFV mader 1A3 đầu tiên do nước viện trợ, với số lượng 20 chiếc. Đợt bàn sao thứ hai được thực hiện từ tháng 6 năm 2023. Tính đến hết năm 2023, Đức đã viện trợ cho Ukraine hơn 100 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3. Tất cả được rút từ kho dự trữ của quân đội Đức và tập đoàn quốc phòng Ramento. Thống kê nguồn mở cho thấy ít nhất 4 xe đã bị phá hủy, 2 hư hại và 4 chiếc bị tổ lái bỏ lại trong quá trình tham chiến tại Ukraine. Những chiếc IFV Marder 1A3 cung cấp cho Ukraine không phải là xe sản xuất mới. Hiện tại, Đức đã loại biên phương tiện này, Số xe thiết giáp mà Đức viện trợ cho Ukraine đều là phương tiện đã qua sử dụng trước khi chuyển giao cho Kiev, các nhà máy của Ramento đã phải sửa chữa lại. Đầu tháng 9 năm 2023, tập đoàn Ramento thông báo chính phủ Đức đã ủy quyền cho tập đoàn này cung cấp thêm 40 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 cho Ukraine. Đơn hàng mới sẽ nâng tổng số xe Marder do Ramento cung cấp cho Ukraine lên 80 chiếc. Trước đó, Nga cũng đã thu giữ xe chiến đấu Bradley M2A2IFV của Mỹ và CV9040 của Thụy Điển, hiện đang phục vụ trong quân đội Ukraine. Việc thu giữ các mẫu xe thiết giáp Mỹ và các nước châu Âu đem lại nhiều lợi ích cho Nga trong việc phát triển các phương tiện bọc thép trong tương lai. Kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2023, chiếc súng cối đã được đưa vào kho của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 44 của Ukraine. Ngoài nhận viện trợ, Ukraine được cho là đã mua thêm 54 khẩu cối tự hành M120 Rắc để đưa vào trang bị cho lực lượng pháo binh. Trước đó, vào ngày 14 tháng 1 năm 2024, các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 44, lúc đó đang tham chiến gần Kupiansk cho biết, cối tự hành M120 Rắc có hỏa lực tốt và độ chính xác hơn so với pháo 2S1 Gvozdika biên chế trước đó. Tuy nhiên, mới đây, một khẩu cối tự hành M120 RAK của Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy. Súng cối tự hành M120 RAK cỡ 120mm, sử dụng nòng trơn dài gấp 25 lần đường kính L-25, thực sự là một loại vũ khí vạn năng, có thể bắn theo quỹ đạo thẳng vào cầu vồng. Mô đun chiến đấu của hệ thống súng cối được chế tạo dưới dạng tháp bọc thép xoay. Vỏ giáp nhẹ cung cấp khả năng chống đạn từ vũ khí cỡ nhỏ, nòng thông thường ở khoảng cách 30m trở lên và khỏi các mảnh đạn 155mm khi nổ ở khoảng cách 100m. Nòng súng cối có góc nâng hạ, góc tà trong khoảng từ âm 3 độ đến dương 80 độ và góc xoay ngang phương vị đủ 360 độ. Hệ thống truyền động dân hướng của tháp pháo là cơ điện. Cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu là 46 viên, với 20 viên nằm trong tháp pháo trong một ổ quay và 26 viên khác bố trí quanh thân xe. Tốc độ bắn theo công bố là 10 đến 12 phát một phút nhờ cơ chế nạp đạn tự động. Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số Topaz là sản phẩm do WB Electronics phát triển, sẽ định hướng và tham chiếu địa hình tự động thông qua bộ điều hướng GPS, chỉ báo hướng và hệ thống quán tính Talin 5000. Nhờ tự động hóa cao nên tổ hợp cối tự hành chỉ cần kiếp chiến đấu hai người, người lái xe và chỉ huy kiêm vai trò xạ thủ. Việc nhắm mục tiêu của tổ hợp cối tự hành này thông qua cần điều khiển, Tổ hợp cối tự hành còn được tích hợp mạng C4ISR cấp chiến thuật, cho phép kiếp xe nhanh chóng tìm thấy mục tiêu và khai hỏa trong vòng chưa đầy 30 giây sau khi dừng lại ở vị trí bắn. Trong quân đội Ba Lan, súng cối tự hành M120K Rack mặc dù có tầm bắn ngắn hơn nhưng sẽ thay thế các loại pháo 2S1 Kvostika trong vai trò pháo cấp trung đoàn. Ban đầu, Ba Lan dự kiến gắn súng cối tự hành trên khung gầm 2S1 Gvozdika. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, họ đã chọn khung gầm bánh lốp của xe bọc thép chở quân Wolverine AMV Patria. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt.